Bốn kiểu nuôi con dễ khiến trẻ lớn lên trở thành những kẻ bất hiếu bất trị. Bởi con cái hiếu thảo chính là phúc đức của cha mẹ. Tuy nhiên trong cuộc sống, nhiều cái hành vi vô tình của cha mẹ lại gieo vào cho con những cái mầm ác và trong tâm trí của con, khiến cho đứa trẻ trở nên khó bảo hơn. Và thậm chí khi lớn lên, con có thể trở thành những cái kẻ mà ngỗ ngược, khó dạy bảo. Kiểu thứ nhất là cha mẹ luông chiều con thái quá. Đây là một kiểu dạy con khá phổ biến của nhiều người hiện nay, khi mà cái tình hình kinh tế chung của chúng ta đang dần được cải thiện. Và trong mỗi gia đình chúng ta hiện tại chỉ có từ 1 đến 2 con, thì dễ hiểu thôi khi những đứa trẻ của chúng ta đã trở thành những cái làng công chúa, hoàng tử trong gia đình của mình. Và người làm cha làm mẹ chúng ta thì dùng tất cả tâm yêu thương để chăm sóc con của mình. Và mọi cái nhu cầu, sở thích của các công chúa, hoàng tử đều được cha mẹ đáp ứng một cách thỏa đáng, đều được cha mẹ đáp ứng một cách đầy đủ. Và từ đó những đứa trẻ của chúng ta luôn luôn được sống trong cái sự thỏa mãn. Các con sẽ hiểu rằng là những cái việc mà cha mẹ dành cho mình là điều đương nhiên thôi. Và khi càng được chiều chuộng thì các con sẽ càng không nhận ra được cái giá trị của những cái việc mình đã được chiều. Đó là những cái tâm huyết của cha mẹ. Những người cha người mẹ đã phải nỗ lực làm việc để cho con có những cái cuộc sống đầy đủ đó. Và lớn lên, con sẽ không thấu hiểu được cái sự vất vả của cha mẹ. Và từ đó trẻ sẽ không có lòng biết ơn, trẻ sẽ không xây dựng được trong mình, trong bản thân trẻ sẽ không có lòng biết ơn và sự hiếu thảo của cha mẹ. Và sự hiếu thảo của con đối với cha mẹ sẽ ngày càng một ít đi. Con sẽ không để ý đến những cái phép tắc kỷ luật. Con dễ trở thành những cái đứa trẻ mà ăn bám cha mẹ. Kiểu thứ hai là cha mẹ không kính trọng cha mẹ. Chúng ta cũng thường hiểu rằng là cha mẹ là những người thầy đầu tiên cho chính con của mình. Và tất cả mọi cái hành vi, việc làm, cái cách đối nhân xử thế của chúng ta là những cái bài học đầu đời mà con được học từ chính người cha, người mẹ của mình. Cho nên là khi người làm cha làm mẹ chúng ta không hiếu thảo với cha mẹ của mình, không biết tôn trọng những người lớn, thì tất cả những cái hành vi mà con nhìn thấy đó, con cảm nhận được đó, con sẽ thấy rằng nó là đúng. Con thấy rằng là cha mẹ mình làm được thì mình cũng làm được, bởi vì con nghĩ rằng đây là những cái điều bình thường thôi. Và khi trẻ được lớn lên trong một môi trường như vậy, con dần dần cũng không có lòng biết ơn với cha mẹ của mình. Và khi trẻ được sống trong môi trường như vậy, dần dần thì con sẽ hình thành nên những cái thói quen xấu. Và rồi con có thể là ra lệnh cho cha mẹ của mình trong tương lai. Cho nên là khi chúng ta muốn con cái hiếu thảo với mình khi về già, thì hãy là những cái tấm gương tốt đối với cha mẹ của mình để cho con trẻ học tập. Kiểu thứ ba là cha mẹ thường xuyên mắng mỏ con cái. Trong những cái năm tháng mà phát triển của con, thì việc con làm sai hoặc là con không hoàn toàn nghe lời cha mẹ, trong những cái năm tháng phát triển của trẻ thì có việc con làm sai hoặc là con không nghe lời cha mẹ cũng là điều đương nhiên và dễ hiểu. Bởi vì khi đó con chưa hoàn toàn phát triển được các kỹ năng, sự tập trung của con cũng chưa được hoàn thiện. Và khi mà con cái của chúng ta mắc lỗi thì tất nhiên là mỗi bậc cha mẹ chúng ta sẽ có cách hành xử khác nhau. Nhưng mà không phải ai cũng là người biết, nhưng mà không phải ai cũng là người có thể giữ bình tĩnh để giải thích cho con hiểu, để chia sẻ với con những cái điều mà con chưa làm đúng. Và một phần bậc cha mẹ chúng ta vẫn thường hay là quát mắng, la hét con của mình và thậm chí là đánh đập con. Tuy nhiên những cái điều này thì ảnh hưởng rất lớn đến quá trình lớn lên và phát triển của trẻ. Nó sẽ dẫn con đến hai trường hợp. Thứ nhất là đứa trẻ khi bị cha mẹ la mắng sẽ trở nên e dè, nhút nhát, ở trong con sẽ thiếu sự tự tin. Và trường hợp thứ hai là khi đứa trẻ bị cha mẹ mắng mỏ nhiều thì con sẽ trở nên ngỗ nghịch, con ngang tàng, chống đối cha mẹ. Cái khoảng cách tình cảm giữa cha mẹ và con cái nó xa dần. Có thể là con còn để trong lòng, con sẽ để những cái khúc mắc giữa cha mẹ của mình vào trong tâm trí, và ngày nó càng trở nên sâu sắc. Cho nên là sau này khi đứa trẻ lớn lên, con sẽ không chủ động trong cái việc báo hiếu cha mẹ của mình. Kiểu thứ tư là cha mẹ thiên vị. Bởi trong nhiều gia đình của chúng ta sẽ có ít từ hai đứa trẻ trở lên, và trong mỗi đứa con chúng ta sẽ có những cái nhìn khác nhau. Nếu như chúng ta ứng xử với con được công bằng, mặc dù là mỗi đứa trẻ một cá tính, nhưng chúng ta biết cách chia sẻ với con theo cá tính, theo sở thích, theo mong muốn của từng đứa trẻ và đáp ứng nó hợp lý nhất, có một cái sự công bằng giữa các con để các con cảm nhận được, thì điều đó sẽ không tạo nên cái sự so sánh giữa các đứa trẻ. Nhưng nhiều khi bản thân cha mẹ chúng ta cũng có những cái đối xử sai lệch giữa từng đứa trẻ, nó khác nhau. Khi đứa trẻ mà nhìn ra cái sự không công bằng của cha mẹ thì ở con sẽ có sự so sánh. Và rồi cái điều đó thì khiến những đứa trẻ mà không được nhận được cái sự chú ý, không nhận được cái sự chú ý, quan tâm của cha mẹ, sẽ có cái tư tưởng trở nên hướng nội. Con sẽ giấu kín cái nội tâm của mình ở bên trong và ít chia sẻ với cha mẹ của mình hơn. Và có thể là càng ngày
con càng cảm thấy mình cô độc, con sẽ ít nói hơn. Trong khi mà những đứa trẻ mà được cha mẹ yêu ái thì có thể trở nên là kiêu ngạo hơn, con xấu tính hơn. Và không chỉ có vậy mà sự cái thiên vị của cha mẹ khiến cho tình cảm của con trở nên không được khăng khít. Và khi đó thì quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Sau khi đứa trẻ lớn lên và tự lập, con có thể là không sẵn sàng để phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ của mình khi về già. Nếu bạn thấy video của tôi hay và có ý nghĩa thì hãy chia sẻ nó đến với bạn bè và người thân của mình, để mọi người cùng có được những bài học trong việc giáo dục con, giúp con phát triển toàn diện hơn. Nhớ hãy bấm follow kênh của tôi, ấn vào nút quả chuông để nhận được những video mới nhất từ tôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.